Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Forest. Tập này thì mình sẽ làm mấy cầu dẫn qua ha. Mấy chỗ này nè. Và chắc là làm luôn một cái nhà ở trên cây đi. Rồi sau đó nếu còn thời gian sẽ đi khám phá cái hang. Thôi mình nghĩ lại đi khám phá hang luôn đi. Này để sao? Tự làm cũng được đúng không? Đâu cần thiết phải để lên video chi. Thì thôi, đi vô cái hang luôn ha. Tìm theo hai cục thôi. Cái hang mình tính vô là hang số 2 á. Bây giờ cái vấn đề là chỗ này nè, có chỗ mình đánh dấu đâu. Không phải là cái hang số 2, nó là hang số 1 luôn á. Thì mình vừa nhớ ra là cái hang số 2 nằm kế bên cái làng á. Kế bên cái chỗ mà cái làng nhỏ xíu á. Lúc mới đi gặp á, ngay cái hồ ở đây này nè. Vừa nói. Đó, khoan, cái làng đây phải không? Nhớ không lầm là đi xéo qua đây xíu nè. Đâu đây nè. Cái đó là cái hang số 1 rồi. Để đi vòng vòng chỗ này thử có không. Ok phải không? Đúng rồi, đó đó. Đây, là hang số 2. Để anh giấu lại luôn đi. Tôi nhớ đó. Ý cái gì đây? Hình của cái thuyền á này để mà chưa xài ta, màu vàng xài rồi nè. Cái đó cần quỷ á, cái màu vàng á. Vẫn cái này. Màu hồng tinh dương đi, rồi đi. Ta tới đây không biết sẽ có gì nữa. Lấy cái đèn ra ta thôi à, đến chừng luôn. Như mình nói cái cây kiếm nhật này nó không có tốt lắm á. Nhưng mà mình sẽ xài nó trong hang này luôn. Tại vì cái chỗ lấy cái cây hiện đại cũng gần lắm. Qua phải xíu là có. Thấy có ai không? Không. Lượm cloth về đi. Mình còn nhiêu ta? Mình coi. 85. Có thòn. Oh my god. Trời ơi. Rồi không có đường ra. Cái này. Rồi. Mày không nhanh bằng tao đâu. Được cái đánh nhanh. Mà có nhiều thằng quá cũng hơi căng á. Rồi đây. Mày. Bụp. Qua bên trái là gì? Chưa biết. Nhưng mà đi lấy cái gì hiện đại cái đi rồi qua trái sao? Gì hiện đại là bên tay phải nè. Ui đây, ở cái nón. Này hết hồn luôn á trời. Ghê thiệt chứ. Còn đi thẳng nữa cơ. Đây là lót nhóc ở trên luôn nè. Nó đứng ở trên à. Hay. Hay cái giáp. Mặc cái vô rồi, full giáp. Vui chưa? Quá vui. Tiếp tục. Qua bên này nè. Để cầm cái đèn pin lại đi. Ồ, hết pin chưa? 100% pin, what the hell? Cái này có gì không? Thôi xuống đại đi ha. Để cầm kiếm nhật lại đi. Rồi đi. Hay, mong là không có gì ghê lắm. Rồi trời, dài dữ vậy. Tôi không thích điều này tí nào hết. Dài quá. Ủa? Ủa đây có gì đâu? Ê đi nè. Rồi, an toàn rồi. Bộ đồ mới. Không thấy đồ đồ ra làm sao hết. Trong đây cũng có lá ô đá đời mai quá trời luôn. Mộng lầm được, có flare thì được. Cái ghêu đây. Rồi, đổi hết khi cho nó luôn. Này sẽ là số 4. Yeah, nâng cấp nó lên.
Bây giờ này mình có thể xài được cái này lâu hơn rồi đó. Trong đây là flare với lại mấy cái nỉ thôi. Mình có hết rồi. Với lại có bản mạch nữa nè. Ý, hụt. Làm bơm. Ủa làm chưa? Ồ chưa làm nữa nè. À, lộn. À, đồng hồ. Để coi mình nhớ đúng không ha. Mấy đồng xu. Rồi bút. Băng keo. Một. Quách. Trời ơi. Lại. Rồi. Ok. Rồi tôi cắm này nha. Cái này nè. Còn gì nữa lụm nữa không? Cái ghiều này thì mình nâng cấp feather lên á, mấy cái lông á. Nè. Con cái một vậy. Ok đi. Để cho nó chém nhanh nhanh xíu. Cái block của nó là cũng cao lắm á, 9 này á. Nè. Cho nên là sẽ block được 90% đam của mấy con quái vật nó đánh. Rất là tốt. Đi. Tiếp tục khám phá hang thôi, còn hai đường nữa. Cái khúc nào mà tối quá thì mình sẽ lấy cái đèn pin ra ha. Còn khúc mà bình thường vậy nè thì cứ xài cái một quẹt thôi. Đi đâu trước? Thẳng trước hay là qua trái trước? Ừ, qua trái để sau á. Thôi khỏi lụm rớt chi nữa, mình nhiều rồi. Đi. Không biết là sẽ kiếm ra được cái gì nữa. Mình cứ đi thôi. Gì đây? Qua phải trước đi. Chờ hết. Mình không có gạch đường đi nữa. Ủa. Ồ. Đi. Vô lô đi ha. Gì đây? Đây là đâu? Đó thôi à. Đó, giờ xài đường bên rồi. Bục. Ồ, cái gì đâu? Hey. Oh. Hello cưng. À. À đây là hang số 1. Thì là hang số 1 dẫn ngoài số 2 luôn nè. Cái chỗ đó thì không có gì hết á. Không cần phải vô làm chi đâu. Như mình nói đó. Cái chỗ mà để thả con dây xuống á. Mình có đánh dấu ở trên mặt đất rồi á. Là đi xuống gặp con đó đó. Rồi qua đây là hang số 2. Này á, nó dẫn nhau chưa? Rồi, giờ qua đây. Đây mới đúng là số 2 nè. Hồi nãy là lại hang số 1 là. Ô. Ý. Ờ đúng rồi, sẵn sàng luôn cái ghiều nữa. Ý. Mấy thằng. Ơ. Mày. Ủa né rồi, né rồi. Trời ơi, trời ơi. Ê. Ờ để coi thử đánh mạnh coi nó mạnh cỡ nào á. Mày hai hit. Hồi nãy cũng hành nó hết mấy hit rồi. Mất hết cái giáp xương. Còn nào không? Hết rồi. Tao cũng không lấy giáp kia đâu. Nào cần lấy. Ồ nó chia đường ra hoài mệt quá à. Đây là đâu? Cái trí nhớ mình không có tốt á, đi hồi là mình sẽ bị lộn lắm chứ, không nhớ lần nào đi về á. Rồi không nhớ cái đường nào mình chưa từng đi nữa. Đây là gì? À, chỗ này có gì đặc biệt không? Đường đi ga hả? Ý! Ở đây là bên cái nhớ không? Chỗ lấy cái la bàn nè. Đây còn nữa nè. Bản đồ là la bàn. Ủa đâu phải đâu. Đây là khác rồi. Nhưng mà có bản đồ là la bàn. Ở đây nè, la bàn nè. Đụm rồi, thôi đi. Mấy hang này mệt thiệt chứ, nó dẫn nhau chân à. Mà hú. Hết hồn. Ăn vô. Điện thoại của mày là cho cũ.
cảm giác như là đang chơi Green Hell vậy đó. Đi trong hang mà như đi trong rừng vậy. Rồi đi qua bên này không? Không nhớ nữa, cái gì mình nói không, vừa nói xong luôn hết hồn. Hù quẩy quen gì đây, đừng có chia đường nữa làm ơn. Trời ơi gì vậy, trên này chắc Ê, đừng có chia ra nữa mà. Ủa, ý là quay chỗ cũ nữa. Ủa gì, khám phá hết cái hang chưa? Hang in cave là hang treo, treo người á. Ờ là cái hang mình bị treo nếu mà mình chết á. Mà giờ chưa chết. Mình đã khám phá hết cái hang này rồi mà ta, kỳ á. Ờ đúng rồi, có cái chỗ chưa qua bên kia á. Chắc là phải giết hết quái vật hay sao á. Quay thử. Đây là gì? Ý khoai hờ. Hình như là có đường về phải vô. Này đi chưa? Chắc chưa hả? Chị bự quá trời nè. Ừ chắc chưa. Ô bộ đồ. Đổi đồ liên tục luôn. Thấy sang không? Có mấy chai bốt cũng được. Đi mấy hang này mệt. Ô đúng rồi, có bản đồ không xài. Trời, nãy giờ tự làm khó mình không à. Để coi cái dấu kia mà. Ô không đi. Cái dấu kia màu đỏ là mình đó. Đi qua đây. Chưa đi nè. Nãy có chỗ có con Virginia mình chưa có giết nó. Các bạn muốn coi mình giết nó bằng kiểu không? Hay là club ta? Nào cũng được. Thôi kiểu đi. Nó có club đỡ hơn. Rồi. Hình như có đường mình chưa đi nè. Cái gì đây? Gì đây? Có cái đầu con robot nữa. Không để ý luôn. Còn qua hang khác hay gì ta? Coi thử. Giờ đi theo bản đồ đi, kệ đi. Ý khoan. Ý xong rồi. Hết hang rồi. Giờ chỗ này mình chưa qua nè, hèn chi. Vì cái chỗ con Virginia là cái con bà tột á. Là hang số 1 chứ mà hang số 2. Rồi lấy mấy cái vali này rồi đi. Vì giờ còn thời gian nè, về xây luôn cái chỗ đó. Hang gì còn dễ hơn hang số 1 nữa. Hai con Milton. Milton là mấy con mà bị biến dị á. Như là cả đống mấy thằng ăn thịt người luôn. Còn hang này xíu à. Một hai thằng gì à. Ngày thứ mấy rồi ta? Năm à. Ngày 22 mới vui. Tụi nó bắt đầu xuất hiện ở trên mặt đất á. Giờ thì cứ xây nguyên cái hàng phòng thủ trước đi. Mấy cây bị mình chặt. Ồ. Ồ man. Chưa muốn đấu lắm. Ồ nó chạy rồi. Rồi rất mạnh á. Ê. Mày. Ê. Mày. Ơ. Mày. Rồi, em xác nó về. Em xin cái giáp xương nha, đang thiếu con cái nữa. Tự nhiên ra đập mạng nha ba. Đâu muốn đâu ạ. À. Không giết nó là sao được. Bắt buộc phải giết rồi. Rồi. Xin miếng xương nha. Ok, để phơi cái thịt lên. Mình không ăn đúng không? Đúng rồi. Để lại đi. Giờ ngủ. Đáng tính. Bây giờ nước thì kiếm ở đâu ta, rửa máu ra nè. Để kiếm nước ha. Không rửa là mệt lắm.
Cái hồ gần nhất là cái hồ ở chỗ ngay số 2 nãy mình mới qua rồi đó. Mình đã kiếm thêm cái nữa coi có không. Đây nè. Mừng quá. Tin. Rồi. Đánh dấu chỗ này lại luôn. Nào cần thì qua. Để đại màu trùng với nhà mình đi. Vàng đi. Rồi. Rồi mình có thể làm nguyên cái đường trượt quá họ luôn á. Vui á. Cái này để sau đi ha. Giờ thì tiếp tục xây cái chỗ để mình xử lý cái bọn mà xâm nhập trái phép vô đây. Rồi mình là người xâm nhập trái phép vô đây đó. Đây qua đây. E. Ok. Tiếp tục. Không, cái bên này chưa. Bên này sẽ là cái nhà của mình nè. Nhà cây á. Giờ cứ để vậy thôi. Nào cây này mọc lên á thì mình sẽ xây nhà sau á. Giờ thì cần 49 gỗ. Ồ, quá dễ. Mấy cây này lâu mọc ghê luôn á. Ờ đúng rồi. Bình thường cây người ta mất mấy năm mới mọc. Mới có mấy ngày. Mày tưởng tượng cảnh mà mình chưa cài mod vô. 49 nhân 2. Nói chung là gấp đôi những gì mình đang làm giờ đó. Rồi. Sắp xong rồi, ok. Bụp. 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 Xong. Để lên chơi. Yeah, quá đã. Đó, chàng dòng đang bắn rồi. Tôi thì gót xuống. Nó không thể canh được rồi. Đó, vừa nói xong. Đờ ha. Thì phải có kỹ thuật rất là cao á mới bắn trên này được nè. Vừa bắn vừa di chuyển á. Đứng chỗ hơi mệt nè. Mình nghĩ là nếu đứng chỗ kiểu gì nè. Ở giữa hai cầu á thì nó sẽ không đánh cái cây đâu á. Nó chỉ đi vòng vòng đây thôi. Để coi nào nó qua thì biết. Giờ thì chưa biết. Ở giữa sẽ có những cái bẫy nè. Hoài luôn. Và qua đây. Tuyệt vời. Có cái chỗ này hơi thấp nè. Đây nè, hơi thấp. Mà kệ đi. Rồi cái nhà cây của mình sẽ nằm ở đó. Và để kết thúc tập này, mình sẽ đi cưa con quỷ và chia nhà ở dưới cái lỗ á. Phút hình như số 3 phải không? Để coi lại. Đúng rồi. Mình phải chọi cái flare xuống. Đi. What? Đi. Rồi. Thằng nào con nào. Đầu tiên mình phải chạy một đoạn trước ha. Rồi quăng cái flare ra. Để có stamina cái. Đợi tí, đợi tí. Có mấy con baby ở dưới á. Cẩn thận xíu. Đó kìa. Đi. Chạy liền nha. Quỷ này nó mạnh lắm. Đừng 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 đừng. Rồi rồi rồi. Ô, chạy 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 chạy. Ok. Ủa, dạ, tôi lết gì vậy? Vô đây được không vậy? Này lên. Rồi. Ủa, có đèn này cần flare làm gì nữa? Ê. Là tí, baby á. Mình lo mấy con baby thôi. Còn cái này chứ. Oh shit. Oh. Chỗ này hơi hẹp rồi. Quá hẹp rồi. Trời ơi, hết hồn mới cho luôn á. Bạn có bị giật mình không? Đây. Mất hai giáp. Mày. Có khách. Trời ơi, mất chân giáp rồi. Nè không ổn lắm rồi. Lửa, 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 lửa. Nó xài cơ cuối cùng xài lửa. Chắc buộc rồi. Mình phải làm cho nó quảng loạn á. Mình mới đánh nó được.
Thế đi lỡ nó sẽ bị khủng quá. Hồi mình sắp chết rồi. Chết ngắt. Rồi thì đánh bắt đầu bằng cơ là không tốt lắm ha. Mình sẽ bị dân làng kéo vô cái hang Hanging Cave nè. Ủa không bị kéo à? Thôi à. Bạn nào muốn có la bàn với lại bản đồ sớm á thì cho dân làng hay là bị gì đó giết đi nha. Hay thua rồi. Nhanh quá. Rất tiếc khi phải thừa nhận nhưng mà không thể nào đấu với bằng cơ được. Mất cái chân giáp luôn. À, hướng đó phải không? Đúng rồi. Hello cưng. Đừng có đánh tôi. Trời ơi, sao mạnh kìa. Qua đây. Hit power gần chết luôn. Thoải mái lại. Còn khá chậm á. Năng lượng. Rồi. Tiền beam. Đó, thôi. Này. Xài lửa thì nó kìa. Mình sẽ xài mọi thứ để có thể giết nó. Giờ mình như chấp nó giáp rồi còn gì nữa. Mày. Bùng. Ê. Ê bậy. Ủa chỗ này nó không hẹp lắm á. Mệt rồi. Không thấy gì chưa? Nhảy. Ôi. Chờ mày ăn cái mũi tên lửa cho. Ủa trời. Mày hả con? Ê. Quái vậy. Quỷ này chạy đâu cũng được chứ nhá. Rồi. Ý. Yeah. Xin lại mấy mũi tên nha. Mày. Dám giết tao à. Khi tao tốn công qua đây mất bao nhiêu thời gian không à. Biết không. Còn mấy thằng baby trong này nè. Con của mày nè tao giết hết trơn luôn. Không chừa một thằng nào hết. Mày. Đi theo mẹ mày đi. Để mấy đứa con thì ghê. Nữa nè. Mấy quỷ này cũng mạnh lắm á. Có thể one shot mình luôn á. Mình sẵn coi thử trong này có gì luôn á. Không thấy có gì đặc biệt hết ta. Đường đó là đường qua bên cái chỗ mà hang số 2 á. Mình đã từng qua đây gọi bạn coi gọi đó. Vô qua đây. Nếu đường đó đường qua số 2 thì đường này là đường gì? Đi thử. Ý. Xin. Không lấy được rồi. Đây là đâu? Ờ. À. Lộn rồi. À đường này là đường cột. Đường bên đó là đường cột á. Này qua số 2 nè. Rồi ok. Lên. À nãy mình được cái thành tựu gì á. Ý. Keep exploring hang cave. Ồ vậy là này là hang số 2 luôn rồi. Mình lộn rồi. Đây là một cái phần thêm của hang số 2 á. Nhìn mà tưởng hang số 1. Mẹ nó giờ chắc cũng quắn não chân á. Số 2 số 1 lum chứ. Thôi vậy thì tập này mình sẽ dừng tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.